Tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, tháng 8 âm lịch năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, vận mệnh của mỗi người bên cạnh việc phụ thuộc vào quyết định của chính bản thân họ còn có phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Vậy nên, việc xem tử vi cho tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 tháng 8 âm lịch sẽ giúp mọi người biết được công danh, sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên sẽ như thế nào, từ đó biết cách phát huy điều tốt, hạn chế điều xấu. Nội dung chương trình ngày hôm nay đã được tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt với kinh nghiệm dày dặn xây dựng nên. Quý vị thân mến, việc xem tử vi của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 sẽ tạo cơ hội cho mọi người chuẩn bị được có thể thay đổi những điều trong tương lai, giúp quý vị xu cát, tị hung, từ đó thâu thu may mắn, tài lộc. Trong phần luận giải này, thầy Gia Cát cũng sẽ đưa ra phương pháp hóa giải là số tử vi cực kỳ chính xác và hiệu quả. Mời quý vị hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết ngay sau đây. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ Canh Tuất sinh năm 1970, tháng 8 âm lịch năm 2021. Người tuổi Canh Tuất 1970 mệnh thoa xuyến kim là người bảo thủ, làm việc luôn cẩn trọng và nghiêm túc. Chỉ cần giao việc cho con giáp này là cấp trên có thể yên tâm, dù là chuyện tồi tệ đến đâu, họ cũng có thể vén mây để thấy trời quang. Họ có lòng tự tin, tự tôn cực kỳ cao, làm gì là sẽ làm đến nơi, đến chốn. Theo kênh Phong Thủy Gia Cát, dù gặp việc khó khăn trở ngại, họ cũng không bao giờ nghĩ đến việc ỷ lại vào người khác mà luôn cố gắng nỗ lực hết mình, dồn hết sức lực, không làm được thì không bỏ cuộc. Bản tính của người này là thích giúp đỡ người khác nhưng không hiểu vì không có duyên giúp người hay chưa biết cách giúp người cho khéo mà kết quả thường thấy là họ tự ôm rắc rối về mình. Tháng 8 âm lịch, tuổi Canh Tuất sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bản mệnh, vì vậy sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Nhờ có quý nhân giúp đỡ nên trong công việc giảm bớt được nhiều quãng đường vòng, mọi sự hanh thông. Người tuổi Canh Tuất khá chủ động trong chuyện tình cảm, bản mệnh sẵn sàng bày tỏ tình cảm với người mình yêu, không ngần ngại e dè. Thời điểm này đào hoa khá tốt sẽ giúp bản mệnh tìm được tình yêu mà mình mong muốn. Xét về đường tài lộc, tài vận bản mệnh khá ổn định, không cần lo lắng nhiều. Có điều hãy lập kế hoạch chi tiêu khoa học, suy xét linh hoạt mọi vấn đề, chớ hoang phí quá mức, cũng chớ tiết kiệm đến hà tiện mà tự khiến mình chịu khổ. Canh dương kim gặp đinh âm hỏa nên được gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, gia chủ Canh Tuất cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình gia chủ Canh Tuất tháng 8 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Trong tháng này, với vận may khá tốt cho sự nghiệp, những người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người khác, tất cả các vấn đề vướng mắc. Sự cống hiến của bản mệnh sẽ được cấp trên công nhận, có thể được thăng chức, nâng cao trình độ chuyên môn. Nếu là người kinh doanh, hiệu suất công ty sẽ được tăng lên đáng kể, miễn là quý gia chủ đối xử với vận may trong công việc một cách nghiêm túc. Với những người làm công ăn lương, công nhân tại các nhà máy, công xưởng thì tháng này sẽ là một tháng khá vất vả. Gia chủ sẽ phải tăng ca liên tục để đạt được năng suất công việc mà công ty đề ra. Quý nhân cũng sẽ nâng đỡ cho bản mệnh, giúp mọi người nhìn rõ hơn hướng đi phù hợp với bản thân, song không được suy nghĩ bi quan, tiêu cực thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Những người làm lãnh đạo, kinh nghiệm làm việc, sự nhiệt tình, cứng rắn rất được lòng đồng nghiệp và sự tôn trọng của cấp dưới. Thời điểm này, bản mệnh nên tham gia vào các hoạt động phúc lợi công cộng. Đó cũng là hoạt động ý nghĩa giúp bản mệnh lấy lại tinh thần. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, xung hóa giải xung sát, chưa mời quý nhân, quý thần tương trợ, xung để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Canh Tuất sinh năm 1970 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc.
Tháng này có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết bản mệnh sẽ được thăng cấp đến một cấp độ mà chưa bao giờ đạt được trước đây. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu không biết cân đối tài chính thì tiền của sẽ không cánh mà bay. Bản mệnh cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc bản mệnh cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Với những người làm công ăn lương, tháng này thu nhập khá ổn định. Tuy nhiên, chi tiêu nhiều hơn dẫn đến hao hụt tài chính, cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể, không lãng phí, tiêu pha quá đà dẫn đến túng thiếu. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe người tuổi Canh Tuất tháng 8 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần có phần không được tốt như các tháng trước do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Công việc có ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và tâm trạng. Bản mệnh cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Giữ tâm trạng, tinh thần thật tốt, nếu không sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe trong thời gian sau. Gia chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Canh Tuất sinh năm 1970. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Bước sang tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ. Tháng 8 âm lịch, gia đình sẽ gặp những xích mích, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm của gia đình. Những người tuổi Canh Tuất cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Tử vi tuổi Canh Tuất từng tháng âm lịch năm 2021 cho biết rằng trong tháng 8 có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ trong gia đình. Quý gia chủ thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn đến thế xảy ra. Tuy nhiên, trong tình huống này, bản mệnh trở nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần, mất kiểm soát về cảm xúc. Đồng thời, bản mệnh nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình với vợ, chồng để giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Trong gia đình, là bậc làm cha làm mẹ, hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Quý vị thân mến, chúng ta đã vừa tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 tháng 8 âm lịch. Quý vị hãy áp dụng những lời khuyên của thầy Gia Cát, ứng dụng vào cuộc sống để gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 8 âm lịch để gia chủ có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu nạp âm Sơn Hạ Hỏa, ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu, tị thành Kim Cục, Sùng Mão, Hình Dậu, Hại Tuất, Pha Tý, Tuyệt Dần. Đối với người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch 11 tháng 8, từ ngày 17 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Mậu Thìn, nạp âm Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch 23 tháng 8 tới ngày 29 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Canh Thìn, nạp âm Bạch Lạc Kim. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Canh Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Canh Tuất trong tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày âm lịch mùng 10 tháng 8 tới ngày 16 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Đinh Mão, nạp âm Lô Trung Hòa. Ngày âm lịch 22 tháng 8 tới ngày 28 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Kỷ Mão, nạp âm Thành Đầu Thổ. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, gia chủ tuổi Canh Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải.
Đặc biệt, kim bài thầy tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ canh tuất sinh năm 1970 để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thầy tuế của thầy. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người tử vi chi tiết của tuổi canh tuất 1970 tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay giúp mọi người có thêm những kiến thức hữu ích, tránh hung, hóa cát, gặp được nhiều may mắn trong tháng 8 âm lịch. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn để thách thức chúng ta, giúp mọi người trưởng thành hơn. Vậy nên đừng quá bi quan, hãy vững bước tiến lên phía trước, vượt qua thử thách, hoàn thành sứ mệnh của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ ban biên tập của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.